Sáng 25 tháng 5, cộng đồng mạng truyền tay nhau hình ảnh chiếc Honda City, sở hữu biển số 99A56789. Chủ xe đang ngụ tại Xuân Ổ A, à, Võ Cường, Bắc Ninh. Liên hệ với chủ xe, anh cho biết gia đình mua chiếc xe từ tháng 4. Đến sáng nay 25 tháng 5, anh cùng vợ mới mang xe đi làm thủ tục đăng ký. Sau khi hai vợ chồng bấm được biển số 56789, rất nhiều người chúc mừng vì có bàn tay vàng. Theo quan niệm của giới chơi số, Dãy số 56789 tượng trưng cho sự thăng tiến. Tuy không được coi trọng như biển số ngũ quý, nhưng loại biển này cũng được rất nhiều người săn đón, đặc biệt trong giới kinh doanh. Sau khi có được tấm biển số đẹp, rất nhiều người hỏi mua lại chiếc xe. Chủ xe cho biết, đây là chiếc xe đầu tiên của gia đình và bản thân cũng rất bất ngờ. Ngay khi bốc được tấm biển có rất nhiều gọi tới và ngỏ ý muốn mua lại xe. Con số cao nhất được đưa ra là hơn 2 tỷ đồng. Khi được hỏi vì sao chưa quyết định bán, Chủ xe chia sẻ, hiện tại, gia đình quyết định sẽ bán chiếc Honda City, nhưng chờ một mức giá hợp lý hơn và mong muốn người mua đến tận nơi, để trao đổi trực tiếp. Chiếc Honda City này thuộc phiên bản GS có giá đề xuất 599 triệu. Sở hữu biển kiểm soát đăng ký tại tỉnh Bắc Ninh, tổng chi phí để lăn bánh rơi vào khoảng 671 triệu. Nếu đồng ý với con số hơn 2 tỷ chủ xe sẽ thu về khoản lãi hơn, 1 tỷ rưỡi. Cũng hôm qua 24 tháng 5, cộng đồng mê xe ở bắc ninh cũng được một phen xôn xao với chiếc hyundai santa phê bấm được biển ngũ quý năm ngay sau đó có nhiều người ngỏ ý mua lại xe với giá cao nhưng chủ xe nhất quyết không bán do chiếc xe này mua tặng vợ xe cổ, x